Xin chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn video clip về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của đèn hình quang. Bóng đèn hình quang nằm ống thủy tinh, hai đầu gồm có hai sợi vôn glam. Người ta đút chân không nằm cho trong bóng chỉ còn một lượng khí nhỏ, pha thêm vào đó một ít khí trơ với các loại khí trơ khác nhau sẽ tạo ra các màu sắc khác nhau. Về cấu tạo của đèn gồm: một là bóng đèn, hai là chấn lưu, ba là tắc te. Ngoài ra còn có công tắc để điều khiển bóng đèn. Về nguyên lý hoạt động, khi đóng điện có dòng điện chạy qua mạch nối tiếp trên làm nóng tắc te. Mức vào lúc này lượng kim trong tắc te nóng lên làm hở mạch điện. Điện áp trên hai đầu bóng đèn tăng đột ngột trên 400V. Vì chấn lưu là cuộn cảm sẽ tạo áp cao khi ngắt điện đột ngột. Điện áp cao trên hai đầu bóng đèn sẽ làm phóng điện qua đèn. Dòng điện chạy qua đèn lúc này sẽ tạo thành các ion tác động lên một hình quang làm sáng bóng đèn. Điện áp trên hai đầu bóng đèn lúc này giảm xuống còn khoảng 40V. Lúc này tắc te không hoạt động, điện áp trên hai đầu bóng đèn bị hạn chế bởi cuộn cảm của chấn lưu. Tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn video clip về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bóng đèn hình quang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.